Ok, hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Dạ, và mình là Ender. Hôm nay mình sẽ đi thuyền một tí. What the hell? Cái gì đấy? Đi. Ô, what? Sao nó không đi được nhỉ? Hư cấu vãi nồi. Ở đây mình đi thẳng nhá. Ô, sao nó không đi được? Có block tàng hình chắc. What mà mình làm gì có đặt nhiều block tàng hình thế này? Thôi bỏ đi. Mình sẽ tiến lên phía trước một tí. Đây đi. Cái gì đây? What the hell? Anh em Sky ơi! Ơi! Say oh yeah! Yeah yeah, đi bẻ ở đây. Wiggle wiggle wiggle. Ok, hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Yeah, và mình là Ender. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn được các bạn cách để đến được Valen. Valen ấy, như một số bạn đã biết ấy, thì Valen là một vùng đất khá là bí ẩn, là do một lỗi lập trình khi mà mấy bác ở công ty Mojang cũ ấy, bác lập trình Minecraft thì bác đã để lại cái lỗi này và mấy ông đấy không chịu sửa đi. Đó gọi là và đặt tên được cái vùng đất mà vùng cực bản đồ Minecraft, người ta gọi đấy là Valen. Đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đến được Valen nhá. Cách đến Valen cũng không có gì gọi là khó cả. Đầu tiên các bạn chỉ cần nhập lệnh đó là TP 1255810. 2000 years later. Rồi các bạn đợi một lúc. Rồi nó đã teleport tới rồi đấy. Đó, và trước mặt các bạn đó chính là Valen. Một vùng đất mà mình phải nhận xét là nhìn trông rất là kinh dị. Đó, mình đi xuyên qua được luôn này. Và xung quanh nó còn có một số block tàng hình nữa. Và block tàng hình thì mình cũng không biết nó xuất phát từ đâu. Đó, không biết bao nhiêu đường nứt gãy nữa. Bá đạo thật rồi. Mấy ông lập trình kiểu gì. Đó, và cái nội dung clip của chúng ta là vậy đấy. Nếu các bạn thích video này của mình, hãy like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được các video mới nhất. Và cũng như để ủng hộ mình, ok. Bye bye.